Phiến Ngọc Hưng lần đầu khoe khung ảnh bên Trương Mỹ Nhân, ẩn ý khẳng định một gia đình. Trên trang cá nhân, đây là lần hiếm hoi Phiến Ngọc Hưng khoe trọn khung ảnh gia đình vui vẻ bên Trương Mỹ Nhân và con gái Bona. Nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú và chúc phúc cho cặp đôi. Thời gian qua, Trương Mỹ Nhân, Phiến Ngọc Hưng cùng lúc công bố với công chúng sự hiện diện của con gái 1 tuổi bé Bona, khiến dân tình không khỏi xôn xao về việc cả hai từng có đoạn tình đẹp. Sau khi công khai hình ảnh con gái chung, Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng ngay lập tức đã gây bão truyền thông, vì trong suốt quá trình mang thai, nữ diễn viên duyên kiếp không hề để lộ bất kỳ hình ảnh nào ra ngoài. Cùng với đó cũng không có bằng chứng Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng có quan hệ tình cảm. Từ lúc công bố hình ảnh con chung đến nay, Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng chưa từng công khai đứng cạnh nhau hay có bất kỳ tương tác thân thiết nào. Được biết, cả hai người đã đường ai nấy đi và hiện chỉ đồng hành với nhau như những người bạn cùng chăm sóc và nuôi dạy con gái cưng. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của mình, Phiến Ngọc Hưng lần hiếm hoi khoe trọn khung ảnh hạnh phúc bên Trương Mỹ Nhân và con gái Bona. Cả hai đã đưa nhóc tì đi ăn trung thu sớm. Sau khi công khai có ái nữ đầu lòng, gia đình nhỏ của Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng đã vui vẻ diện đồ tông sực tông để chụp ảnh kỷ niệm. Biểu cảm cực đáng yêu của công chúa nhỏ khi được bố mẹ cho đi chơi trung thu khiến dân tình tan chảy vì quá đáng yêu. Dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã dành lời chúc mừng đến gia đình Phiến Ngọc Hưng. Ba ngọn nến lung linh, chúc mừng Tết Trung Thu gia đình nhỏ xinh đẹp. Nhiệt liệt xin vía ạ, xin vía đẻ con gái xin đi ạ, một số bình luận của mọi người. Trước đó, fan truyền tay nhau khoảnh khắc Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng cùng con gái xuất hiện chung một khung hình. Cụ thể, một người bạn của cả hai đã đăng tải clip khung ảnh bữa tiệc thân mật, đặc biệt trong dàn khách tham dự có sự hiện diện của cặp đôi Trương Mỹ Nhân và con gái. Cả gia đình ba người ngồi cạnh nhau đầy thân thiết. Kể từ khi Bona chào đời, Phiến Ngọc Hưng thừa nhận đã thay đổi rất nhiều, anh chàng trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn. Ở cạnh Bona, Ngọc Hưng cho thấy hình ảnh một ông bố tình cảm, yêu chiều con gái hết lòng. Bé Bona ở cạnh bố cũng vô cùng nũng nịu, cô bé rất bám bố và cũng vô cùng nghe lời bố. Tin chắc rằng Ngọc Hưng sẽ là bờ vai vững chắc của Bona trên hành trình lớn khôn. Cách bế con và chăm con phụ Trương Mỹ Nhân cho thấy anh đã thực sự trưởng thành và nghiêm túc hơn với cuộc sống. Trước đó, nam diễn viên từng thừa nhận bản thân là một người ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Trước đó, Á hậu Trương Mỹ Nhân đăng tải hình ảnh một người đàn ông đang cõng con gái Bona của cô với caption Bona có lẽ thích được ba cõng nhất. Theo như cách nói của người đẹp, cô đang ám chỉ người đội mũ xanh trong ảnh là ba của con gái cô. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhận ra vóc dáng từ phía sau của chàng trai này có nét tương đồng với Phiến Ngọc Hưng. Sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, vòng eo thon gọn. Người đẹp từng chia sẻ rằng bản thân rất bất ngờ khi được làm mẹ, bởi trước đó cô được bác sĩ chẩn đoán bị đa nang buồng trứng, rất khó mang thai. Được biết, Phiến Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân gặp nhau lần đầu vào năm 2018 trong một chương trình truyền hình thực tế tại Malaysia. Tiếp đó, cặp đôi được nhiều người chú ý từ khi tham gia một game show trong nước với những màn kết hợp ăn ý. Phiến Ngọc Hưng là hot boy Hà Nội nổi tiếng trên các chương trình thực tế, đặc biệt là show Tỏ Tình Hoàn Mỹ gần đây. Anh được nhận xét là có ngoại hình điển trai thư sinh. Ngoài ra, cách cư xử của anh cũng rất lịch thiệp và nhã nhặn khiến bao người đổ gục. Tuy nhiên, sau khi công khai có con gái vào cùng thời điểm với Mỹ Nhân, anh bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì những sự việc lùm xùm liên quan đến tình ái. Cả Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng đã có rất nhiều thay đổi sau khi Bona chào đời. Ngọc Hưng trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, trở thành bờ vai vững chắc để có thể đồng hành cùng Bona lớn lên. Trương Mỹ Nhân dù nghiêm khắc nhưng suy cho cùng, điều cô mong mỏi là ái nữ trưởng thành. Cả Trương Mỹ Nhân và Phiến Ngọc Hưng đều đồng hành mang đến cho con những trải nghiệm đáng nhớ.